Xin tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất động sản nhà tốt, nhà đất giá rẻ Hà Nội. Hôm nay Ngọc Ánh sẽ giới thiệu tới quý vị một cái căn nhà thuộc phân khúc nhà giá rẻ. Giá bán thì chỉ có 1 tỷ 600 triệu đồng thôi và là nhà xây độc lập nha mọi người. Như quý vị nhìn ở trên video thì thực tế đây, ngay cạnh nhà có bãi gửi xe ô tô rồi nha mọi người. Gần như ô tô đi vào tới cửa luôn. Căn nhà này xây dựng độc lập và mời quý vị theo em vào vị trí cụ thể ngôi nhà. Đây. Đây là căn nhà mà Ngọc Ánh muốn giới thiệu tới mọi người. Đấy, căn nhà này với cái thông số nhà là 32,5m, thiết kế và xây dựng là 3 tầng, hướng nhà là hướng Tây Bắc. Mặt tiền của ngôi nhà là 3m3 nha mọi người. Với cái căn nhà này, đầy đủ sổ đỏ, đầy đủ giấy phép xây dựng, hồ sơ thiết kế. Và với cái hiện trạng của ngôi nhà thì quý vị có thể dọn đồ về ở ngay. Đặc biệt nhá, em nhấn mạnh với mọi người, căn nhà này quý vị chỉ có khoảng tầm 500 triệu tiền mặt là có thể sở hữu cho mình rồi. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý khách hàng vay trong vòng 20 năm tối đa và là 3 năm là tối thiểu. Với cái lãi suất ưu đãi nhất thì mọi người muốn liên hệ và biết thêm cái thông tin về ngân hàng tư vấn thì có thể liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nha. Tiếp theo, mời mọi người theo em và khám phá cái căn nhà này. Với cái căn nhà giá 1 tỷ 6 thì thiết kế như thế nào với cái căn này? Mặt tiền cũng như cửa chính của ngôi nhà đã được hoàn thiện xong đầy đủ 2 lớp cửa. Bên ngoài là lớp cửa sắt sơn tĩnh điện. Và bên trong một lớp cửa nữa đó là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Đây, mặt tiền 3m3 cũng không phải là quá nhỏ nha mọi người. Theo hiện trạng video thì có thể dọn đồ về ở ngay, ô tô đỗ cạnh nhà. Vị trí của ngôi nhà thì thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với cái căn nhà này thì Ngọc Ánh phải nói luôn để mọi người có thể nắm bắt được là nó không quá gần trung tâm nha mọi người. Cho nên mọi người có những quý khách hàng hỏi tại sao lại có những cái căn nhà giá nó lại quá rẻ như thế này, mọi người không thể tin được và lại nghĩ rằng là em câu view, câu like, lừa đảo. Không có nha mọi người, không có. Căn nhà này sổ đỏ đầy đủ, giá bán hợp lý, người thật, việc thật. Quý vị có thể thích thì đến xem thực tế đã rồi mọi người hãng nói là có phải là lừa hay không nhá. Đó. Phần hoàn thiện của ngôi nhà như mọi người nhìn thấy đây. Gạch lát nền này, trần thạch cao này, hệ thống sơn, hồ sơ điện, hồ sơ nước đều được lắp đặt đầy đủ rồi. Gạch lát nền kích thước 60-60. Đó. Nước ở đây là nước sạch, sử dụng là nước sạch sông Đà và điện lực Hà Nội nha mọi người. Căn nhà này cách bến xe Nghĩa 4km, cách bến xe Mỹ Đình 15km. Ngọc Ánh nhắc lại, cách bến xe Mỹ Đình 15km, cách bến xe Giáp Bát 20km nha mọi người. Để cho mọi người có thể đánh giá khách quan được cái vị trí ngôi nhà và mọi người cũng không phải tò mò quá nhiều về tại sao nó lại rẻ như thế. Bởi vì nó xa trung tâm mọi người ạ. Căn nhà này nó hợp lý với này anh chị quý vị nào làm ở khu vực Hà Đông hoặc làm ở cái trục đường Lê Văn Lương thì nó rất là hợp lý. Bởi vì sao? Từ căn nhà này đi lên tới ngã tư Lê Trọng Tấn Hà Đông nó chỉ có 3,5km thôi ạ. Nó cách với Mỗ Lao Hà Đông nó khoảng tầm 8km. Thì nếu như quý vị anh chị nào làm ở khu vực đấy đi làm ở đây nó chỉ 8 đến 10 cây thì nó quá là hợp lý. Bởi vì căn nhà này nó rẻ, nó đáp ứng đầy đủ công năng sử dụng cho một hộ gia đình. Tránh vì cái việc bây giờ mọi người phải đi thuê 5-7 triệu thì cái căn nhà này nếu như mà quý vị mà mua mà có vay ngân hàng thì nó quá là hợp lý đúng không ạ? Đây là phần phòng bếp của ngôi nhà nha mọi người. Có cửa sổ ở phía đằng sau thông thoáng. Phần hoàn thiện bếp cũng đã được hoàn thiện đầy đủ xong tươm tất rồi. Chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Đó, tủ bếp cũng được lắp đặt đầy đủ rồi. Với cái thông số nhà thì nó nhỏ nhắn xinh xắn nhưng mà được thiết kế đầy đủ hết cái công năng cho một hộ gia đình trẻ sử dụng. Và cái tài chính của nó thì là hợp lý. Bởi vì sao? Cả nhà cả đất là 1,6 tỷ đồng nha mọi người. Đó, mọi người không nghe nhầm đâu. Ok chưa ạ? Đó. Ngoài ra phía tầng 1 của ngôi nhà còn có một nhà vệ sinh. Đây mọi người có thể nhìn thấy. Nhà vệ sinh đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa cũng như là hệ thống lavabo. Và ở đây có máy bơm nước tổng lên trên 3 tầng sử dụng của ngôi nhà. Cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang như mọi người có thể quan sát từ tầng 1 cho tới lên tầng 3 của ngôi nhà là thiết kế gỗ lim. Mặt bậc cầu thang đây mọi người có thể nhìn thực tế. Đó. Và mời quý vị theo em lên khám phá tầng 2 của ngôi nhà nhá. Tầng 2 của ngôi nhà, mời mọi người theo em. Và
Và mọi người ơi, với trên tầng 2 của ngôi nhà thì được thiết kế mỗi tầng gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Phòng ngủ ở đây thì quý vị có thể nhìn thực tế luôn, rất là rộng. Đó. Toàn bộ gạch lát nền là gạch giả gỗ. Cái màu sắc của nó thì cũng khá là hợp lý. Nói chung với một cái căn nhà giá rẻ này thì không mưu cầu nó quá cao mọi người ạ. Gần trung tâm mà giá rẻ thì còn phải xem xét lại, nhưng mà xa trung tâm giá như thế này nó là hợp lý. Gần trung tâm thì nó có phải tầm 2 tỷ rưỡi đến 3 tỷ cơ mọi người ơi. Có cửa sổ thông thoáng hướng ra phía bên ngoài này. Ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa được lắp đặt đầy đủ. Đó. Ở đây cũng được lắp hệ thống trần thạch cao. Cái căn phòng ngủ này thì nó khoảng tầm 10 mét vuông nha mọi người. Vuông vắn, kê đồ hợp lý, cửa thông phòng thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Đây. Hành lang mà đi vào giữa các phòng thì nó khoảng tầm 1m2. Tiếp theo căn phòng ngủ bên ngoài. Đây. Đó mọi người ơi, căn phòng ngủ này thì nó rộng hơn nha mọi người. Căn phòng ngủ này nó khoảng tầm 13m2. Và cũng được thiết kế đầy đủ trần thạch cao, rồi là màu sơn các thứ xong xuôi rồi. Hiện trạng của ngôi nhà chỉ việc dọn đồ về ở thôi. Mọi người cố gắng xem hết video của Ngọc Ánh để đánh giá khách quan xem tại vì sao mà ngôi nhà này nó lại rẻ như thế nha. Sổ đỏ chính chủ đầy đủ. Sổ đỏ đây là sổ đỏ vĩnh viễn nha mọi người. Đấy, em nhấn mạnh với mọi người, sổ đỏ này là sổ đỏ vĩnh viễn. Cửa đây rất là mát. Mọi người ơi, đây là bây giờ là 10 giờ 43 phút, có nghĩa là giờ trưa. Căn nhà này hướng là nhà là hướng Tây Bắc. Tuy nhiên mọi người có thể nhìn thực tế này, hôm nay cũng rất là nắng nhưng mà nó không bị nóng vào đây đâu mọi người ạ. Đó, bởi vì đằng sau ạ, đằng trước này nó có cây cối cũng như là có một cái nhà chắn đằng trước rồi, nó rất là thoáng. Quý vị có thể nhìn thấy Ngọc Ánh review chân thật nhất có thể. Đó, để mọi người có thể xem, quý vị anh chị nào mà đang có cái tầm tài chính nó vừa phải ấy, thì mọi người đi xa một chút chấp nhận như thế để có cái căn nhà của mình, riêng mình. Tầng 2 còn có một phòng vệ sinh. Đây. Phòng vệ sinh nhỏ nhắn xinh xắn để đáp ứng công năng cho hai phòng ngủ, đầy đủ hệ thống sen tắm, bồn cầu, vòi xịt, lavabo. Rất là hợp lý đúng không ạ? Vậy tầng 3 của ngôi nhà thiết kế như thế nào? Mời quý vị khám phá tầng 3 cùng với Ngọc Ánh nhé. Và quý vị ơi, với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế gồm một phòng ngủ và một sân phơi nữa nha mọi người. Đây, phòng ngủ của tầng 3 đây ạ. Đó. Như vậy là cái ngôi nhà này 3 tầng nhưng mà có 3 phòng riêng biệt nha mọi người. 3 phòng riêng biệt vuông vắn. Nhà này vuông vắn mọi người ạ, rất là đẹp. Quý vị anh chị nào mà hợp với cái hướng Tây Bắc thì có thể liên hệ với em ngay nha. Bởi vì căn nhà này nó chỉ có một căn thôi ạ. Giá của nó cũng thế, gần như là rẻ nhất khu vực rồi. Đó. Nhà vệ sinh ở trên tầng 3 đây. Đầy đủ gọt hút mùi thông gió này, bồn cầu này, cỏ xịt các thứ, nói chung là đầy đủ đáp ứng công năng cho quý vị sử dụng. Phần còn lại, sân phơi của ngôi nhà. Đây chính là phần sân phơi khá là rộng nha mọi người. Đó. Với cái nhà này 3 tầng là đổ hết cả trần, đủ 3 tầng nha mọi người. Nếu như quý vị nào mà có nhu cầu xây lên tầng 4 hoặc là thiết kế thêm một tầng nữa trên tầng 4 thì ok nha mọi người. Đó. Rất là rộng. Ngọc Ánh xin nhắc lại một chút nữa để quý vị có thể cân nhắc. Với cái căn nhà này, hướng nhà là hướng Tây Bắc, diện tích là 32,5m, giá chào bán 1 tỷ 600 triệu, sổ đỏ chính chủ bàn giao ngay, có chợ B4 ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Căn nhà này cách bến xe Nghĩa 4 km, cách bến xe Mỹ Đình 15 km và cách bến xe Giáp Bát 20 km nha mọi người. Mọi người muốn biết thêm thông tin vui lòng gọi điện ngay cho Ngọc Ánh theo số điện thoại phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của em có gì thắc mắc hoặc có gì cần tư vấn, vui lòng gọi điện ngay cho em nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.